Bạn này ngày xưa tôi đi hát tôi nhà tôi trên tận Phú Thọ các bạn ạ. Thế là năm tới ngày 24/01 năm 2017 tôi sinh con tôi trai tôi là thằng Peter đây, thì tôi đi mua đất ở dưới chỗ Ninh Giang vì nó là tuổi gà mà. Thế cái con hiện là cái chủ nhà đất nó khoảng gần 100 tuổi rồi. Thế nó bán đất cho nhà tôi mua đất thì khoảng mấy trăm triệu mà ở chỗ Ninh Giang đấy các bạn. Thế là con tôi thì tôi đăng ký hộ khẩu cho con tôi đấy, xong rồi về sau nó lợi dụng là chủ nhất nó bảo nó không bán nữa, tôi cũng không cần lấy lại tiền. Thế nó lừa hai mẹ con tôi đang đi làm việc dưới đền Thiên Trường nên vào xuống bắt con trai tôi 2 năm nay rồi, từ năm 2019 các bạn ạ. Thế bây giờ nó giấu con tôi năm 2022 rồi. Tôi đi tìm 4 năm không thấy con tôi đâu. Thế là trên đường bây giờ tôi không phải đi làm ăn, nó ăn cắp hết tiền bạc nhà tài sản nhà tớ. Bình thường bắt tớ phải đưa tiền cho chúng nó, bây giờ nó bắt nhốt thằng bé lại ở thời gian không biết nó nhốt ở đâu đấy các bạn ạ. Xong là nó toàn gọi điện mã não, xong não tôi đang đi ngoài đường. Nó cái sự như ở công an Việt Nam đang đi xem ô tô hoặc xe máy hay là lái giao thông không được nghe điện thoại. Nó gọi điện thoại xong não dò xong não của tôi, xong là chém tớ ngã ra đường các bạn ạ. Tớ vừa nãy tớ từ bên Thái Bình về đến Thiên Trường tớ phải về Hải Phòng để họp với là đi làm mà. Thế là nó chém tớ ngất ở cầu Tiên Cựu, xong nó bắt tớ phải về Hải Dương để tống tiền, không làm ở chứ không thì nó chém con tớ các bạn ạ. Nó đánh thằng Peter ở trong bụng đi, tớ ngất đi xong rồi tớ thì bị chúng nó đánh ở ngay chỗ cầu Tiên Cựu công an giao thông ra không kịp. Mọi người nó tàng hình cái sự chém tớ gọi mã não xong nó dò xem xong nó chém tớ các bạn ạ. Bây giờ tớ còn phải đi làm đi ăn. Nó 100 tuổi rồi bây giờ nó biến thành 30 tuổi xong làm nó còn bạn là cặp với con trai tớ xong này kia, con tớ mới có 3 năm tuổi làm xong nó cặp với con già 50 tuổi 100 tuổi ngày xưa nó 100 tuổi rồi, bây giờ nó biến hình thành 30 tuổi các bạn ạ. Mà avatar của nó xăm trổ ra mà nó bây giờ nó già như thế nó cặp với con trai của tớ xong là bây giờ nó huấn luyện thằng Peter cứ đi vượt thời gian về giết mẹ đẻ của mình thôi các bạn ạ.